Rối loạn hoang tưởng là những suy nghĩ phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế do bệnh lý tâm thần gây ra, không thể giải thích, đả thông được. Mới đây, các bác sĩ tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia cho biết đã tiếp nhận không ít các trường hợp nhập viện điều trị do ghen tuông quá mức, người bệnh dọa tự tử, đi khám mới biết là mắc hoang tưởng ghen tuông. Mới đây, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ 48 tuổi phải điều trị rối loạn hoang tưởng kéo dài do luôn ghen tuông, suy nghĩ chồng ngoại tình với tình đầu, thậm chí dọa giết cả nhà vì cáu giận. Bệnh nhân này thì các triệu chứng này diễn biến khoảng hơn 2 năm nay. Thì có thể cái suy nghĩ này nó là rất bình thường, tuy nhiên ở người trong cuộc người ta sẽ nhận thấy rằng bệnh nhân khi có hoang tưởng, có sự đặc biệt là hoang tưởng ghen tuông có tính chất kiểm tra, kiểm soát. Đấy, thì đối với bệnh nhân này thì bệnh nhân đã bắt đầu có những tình trạng theo dõi, kiểm tra chồng mọi lúc mọi nơi, ngay cả việc đi làm. Rối loạn hoang tưởng là những suy nghĩ, phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế do bệnh lý tâm thần gây ra. Như trường hợp của bệnh nhân này là một ví dụ, nghĩ mình mắc một loại bệnh mà các bác sĩ không thể chữa khỏi và sẽ bị chết. Khi đi khám, đã được các bác sĩ chẩn đoán không hề có bệnh nan y nào, nhưng người phụ nữ này luôn lo lắng, mất ăn mất ngủ, dẫn đến suy sụp, phải nhập viện. Không, nói chung là nghĩ về thành phần tiêu cực thì cứ bảo coi như là bệnh này không chữa khỏi được, để lâu sẽ chết. Và rất lo lắng. Nói chung là cũng sợ chết, rất lo lắng mà cũng lại cứ bảo coi như là bác sĩ coi như là không chữa được. Rối loạn hoang tưởng chia làm nhiều dạng khác nhau, trong đó hoang tưởng ghen tuông là một trong những loại hoang tưởng khá thường gặp. Rối loạn hoang tưởng nếu không được điều trị có thể dẫn đến lo âu, trầm cảm. Hoang tưởng có thể dẫn đến bạo lực hoặc các vấn đề liên quan đến pháp lý. Thế thì có một số trường hợp là người ta sẽ dọa chết. Và ví dụ như có thể gọi điện cho chồng luôn là phải về ngay, nếu không thì người ta sẽ chết luôn này, đúng không nào? Hoặc là thứ hai nữa là người ta sẽ, nếu mà chồng không về là sẽ dọa giết cả nhà. Đấy thì là một số cái thì chúng ta sẽ thấy là những cái bệnh nhân mà có rối loạn hoang tưởng như vậy thì nó sẽ có xu hướng bị bạo lực. Thế cái đấy chính là một cái mà nguy hiểm nhất. Và trong ở nước ngoài thì người ta có luật tâm thần rất là rõ ràng. Những trường hợp như thế khi mà có nguy cơ gây tổn hại cho bản thân cũng như tổn hại cho người khác thì cái việc điều trị là cưỡng chế và ép buộc. Chia sẻ với cái góc độ tâm lý thì những cái nhà tâm lý khi mà làm việc với bệnh nhân thì mình sẽ tập trung vào các cái vấn đề gia đình và giải quyết các cái yếu tố liên quan đến stress hoặc là những cái yếu tố mà làm cho người bệnh có thể tăng nặng thành các cái vấn đề rối loạn khác đi kèm, ví dụ như là trầm cảm, rối loạn lo âu. Với các cái liệu pháp tâm lý thì hướng mình bây giờ hiện tại đang dùng là có thể CBT, tức là cái liệu pháp nhận thức hành vi để thay đổi cái nhận thức của bệnh nhân cũng như là thay đổi những cái hành vi ứng xử của bệnh nhân để làm sao bệnh nhân quay trở lại cuộc sống được. Và thứ hai là kết hợp bằng các cái liệu pháp gia đình, ví dụ như là bệnh nhân được gia đình quản lý hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày và có những cái lôi kéo hoặc gọi là đánh lạc hướng cho bệnh nhân bằng các hoạt động khác. Thế thì cái đấy, cái vai trò của gia đình rất là lớn trong cái việc phối hợp điều trị. Hiện nay không có biện pháp dự phòng hoang tưởng, cho nên việc chẩn đoán và điều trị sớm giúp làm giảm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân, gia đình và các mối quan hệ bạn bè. Các chuyên gia cũng khuyến cáo khi thấy vợ, chồng hoặc người thân có chứng ghen tuông quá mức thì nên đưa đi khám để được tư vấn, loại trừ khả năng mắc bệnh. Hiện tượng nứt mặt đê Cà Lồ Nam Viêm đang phát triển mạnh, cả biết có những vị trí khe nứt đến 5 cm và đang có xu hướng ngày càng phát triển thêm cả về chiều rộng, chiều dài và chiều sâu. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đê Cà Lồ Nam Viêm, còn gọi là đê Bá Hành, do thành phố Phúc Yên quản lý. Theo đó, trường hợp vỡ đê thì phạm vi ảnh hưởng lớn, trong đó khu vực bảo vệ của tuyến đê là khoảng 25 km2 và gần 40.000 người dân đang sinh sống tại các xã phường. Đặc biệt là khả năng ảnh hưởng đến công trình quan trọng quốc gia, sân bay quốc tế Nội Bài và các công trình hạ tầng quan trọng khác như khu đô thị lắp máy điện nước, khu đô thị mới Xuân Hòa, đường Nguyễn Tất Thành, đường tỉnh 310. Các công trình công cộng, công trình hạ tầng kinh tế xã hội, các trường học, các di tích lịch sử văn hóa và nhà ở tại các khu dân cư thuộc xã Cao Minh và phường Nam Viêm, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Thậm chí phải sơ tán một lượng lớn người dân đến nơi an toàn. Do vậy, thiệt hại về kinh tế trong tình huống vỡ đê sẽ vô cùng lớn. Để ngăn chặn nguy cơ và giảm tối đa thiệt hại, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn cấp triển khai thực hiện ứng phó và khắc phục hậu quả lún nứt tại đê Bá Hành. Thưa quý vị, trong khi Hà Nội đang thiếu không gian xanh, nhiều người dân cũng mong mỏi có không gian xanh để vui chơi giải trí, thì công viên Hồ Điều Hòa Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bỏ hoang nhiều năm nay.
được khởi công xây dựng từ ngày 8 tháng 6 năm 2016 giữa khu dân cư đông đúc, được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực, nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Lối đi xung quanh dự án, ngổn ngang rác thải sinh hoạt, phế liệu đổ trộm. Mặt tiền phía đường Tố Hữu bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe trái phép. Lối vào chính luôn đóng kín. Quay tôn kín mít, cổng sắt hoen dỉ theo thời gian. Không được làm sạch, vệ sinh thường xuyên đã khiến cho công viên bị cỏ cây dại bao phủ, nhiều cây xanh cũng bị chết khô. Sự hoang hóa đã diễn ra nhanh chóng sau nhiều năm bị bỏ hoang. Cái dự án này thì nó bỏ hoang cũng phải tầm 7-8 năm nay rồi, bởi vì là thực tế ra thì mình thấy là nó không có một cái gì gọi biến chuyển, đây là một cái công viên, thế mà không có một cái động tĩnh gì, không biết cái dự án của nhà nước hay là thế nào mà không có một cái biến chuyển gì để làm cho các, tức là cái khu vui chơi cho cư dân ở bên này. Xe đỗ ở đây thì thực ra là tất cả những cái xe ở đây thì người ta không có cái điểm dừng đỗ, mà không có cái chỗ gọi là cái bãi đỗ xe, cho nên là những người ta làm ở đây thì người ta đều đỗ ở đây hết, cho nên là nó cũng, nói chung là nó cũng bất tiện. Nó bất tiện nhiều cho người đi bộ. Đấy, sau khi đó về hè thì nó nhanh xuống cấp với cái lượng ô tô người đỗ ngày nào như ở đây như này. Bỏ hoang thì nó quá lãng phí, để không đấy thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nó vướng đường thì chứ chả như thế nào cả. Đường nó hẹp thì chớ, còn ô tô để đấy chả có ai quản lý thì nó hẹp đường, dân đi lại thì nó khó khăn. Khung cảnh nhếch nhác, ngổn ngang xung quanh khu vực dự án. Nhiều nơi trong công viên được biến thành xưởng cắt đá, tập kết rác thải và buôn bán vật liệu xây dựng. Người dân đổ trộm chứ còn rác thải đến đâu họ thu đấy mà. Muốn cho dự án này được xanh sạch đẹp, về dự án này cho nó làm tốt thì chúng tôi cũng được sạch sẽ một tí, không có được muỗi rãi nhiều. Nhiều người dân cũng bày tỏ mong muốn dự án sớm hoàn thành để có không gian xanh giải trí. Tức là chỉ mong muốn làm sao gọi là cái dự án này nó sớm được vào cái hoạt động để cho cư dân hay là các cháu nhỏ người ta có cái chỗ vui chơi. Cảm thấy là bây giờ là muốn cho nhà nước thì mình làm nó sạch sẽ, rồi nó sạch cỏ sạch rả với lại để cho mà rồi không gian được sạch đẹp, một công viên nên mà dựng được công viên càng tốt. Công viên Hồ Điều Hòa Phùng Khoang là công viên có diện tích lớn thứ hai của quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, dù đã được khởi công xây dựng từ 8 năm trước, nhưng đến nay, người dân vẫn chưa một ngày được trải nghiệm công viên Phùng Khoang với thiết kế hồ nước kết hợp cây xanh bao quanh rộng 12 hectare này. Bộ Y tế mới có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc bảo đảm khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp, gồm trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ. Cũng theo văn bản này, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa, cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà bệnh nhân trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu, tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người nếu có. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh báo cáo trực tuyến số liệu từng ngày về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, đồng thời đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu khi cần thiết.